Thần tiên hạ phàm. Ngày xưa, ở một vùng quê xa xôi nọ, có một ông lão chuyên làm nghề đốn tre. Một ngày nọ, khi đang đốn tre, ông lão phát hiện một bé gái nằm bên trong. Cô bé chỉ bé bằng ngón tay cái của ông lão mà thôi. Một bé gái ư? Chẳng lẽ thần linh đã gửi tới cho ta món quà vô giá này ư? Bé gái đáng yêu, ta sẽ đưa con về nhà ta. Ở nhà có vợ của ta, bà ấy rất hiền từ, nhân hậu, bà ấy sẽ chăm sóc chu đáo cho con. Bà nó ơi, xem tôi đem gì về cho bà nó này. Một đứa bé ư? Ông nhặt được con bé ở đâu vậy ông? Chúng ta đã được ông trời ban phước, tôi gặp con bé ở trong rừng tre đó. Hả? Vậy sao? Chúng ta hãy đặt tên con bé là Kaguya Hime nha. Kaguya, đẹp lắm, con bé xinh đẹp quá ông ơi, rất xứng với cái tên đó. Kaguya. Ôi, con bé lớn hơn rồi kìa. Đúng là một phép màu. Kể từ ngày đó, vợ chồng ông lão đốn tre đã nuôi dạy đứa bé thần kỳ này như con ruột của mình. Vào ngày hôm sau, ông lão lại vào rừng chặt tre. Thật kỳ lạ, vừa chặt đổ cây tre xuống thì bao nhiêu là vàng ào ào đổ ra. Ông lão vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhận ra chính là cô bé Kaguya đã mang của cải đến cho vợ chồng ông. Ôi, con bé là lớn hơn rồi kìa. Con bé lớn nhanh quá. Ngày tháng trôi qua, Kaguya lớn nhanh như thổi. Và dường như ông bà lão đã quen với điều đó. Họ sống những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kaguya đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như lụa, đôi mắt nàng long lanh tựa những vì sao. Làn da nàng mềm mại như lông vũ, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Wow, đẹp quá. Đẹp thật. Chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng ta hết. Tôi rất lo lắng bà nó ạ. Bây giờ con bé lớn rồi, mọi người ai cũng xì xào bàn tán về vẻ đẹp của nó. Rất nhiều người đến ngỏ lời xin cưới con bé. Tôi cũng vậy. Đến lúc chúng ta không thể giữ mãi con bé trong nhà được nữa rồi ông ơi. Con gái nè, có rất nhiều người muốn cưới con. Cha cũng thấy có một vài người thích hợp với con. Không, thưa cha, con không muốn lấy chồng. Con chỉ muốn sống cùng cha mẹ mà thôi. Ta cũng vậy con gái ạ. Ta cũng rất yêu con, nhưng chúng ta không thể ích kỷ giữ con mãi trong nhà được. Ta sẽ không bao giờ bắt con cưới người trái ý nguyện của con. Nhưng ít nhất con hãy cứ thử gặp những người cầu hôn thích hợp mà ta đã chọn cho con này đi. Để làm vui lòng cha, Kaguya đồng ý gặp mặt những người muốn cầu hôn nàng. Nhưng nàng cố tình đưa ra những yêu cầu mà họ không thể thực hiện được. Đó là cách duy nhất để nàng có thể sống với cha mẹ mãi mãi. Một hôm, có một vị khách đặc biệt đã ghé thăm gia đình Kaguya. Thứ lỗi cho gia đình thần dân, không hề hay biết hoàng đế ghé thăm để chuẩn bị chu đáo nghênh đón người. Chẳng hay người ghé vào nhà thần dân có điều gì cần dạy bảo ? Người phải cúi mình trước các ngươi chính là ta đây. Vì ta tới đây là để xin cưới con gái của nhà lão. Nếu các vị cho phép, ta muốn được nói chuyện với nàng để biết nàng sẽ yêu cầu ta làm điều gì. Dạ, tất nhiên rồi. Mọi người hãy theo lão. Quả là nàng ấy đẹp thật. Ta chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp được như nàng hết. Ôi, ngài làm gì vậy? Xin lỗi, vì đã làm nàng kinh sợ. Nhưng nàng đừng sợ, ta chính là hoàng đế. Bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được ta làm điều này hết. Ngài sẽ không bao giờ có được tôi đâu. Nếu là điều ta muốn thì sẽ có được thôi. Xin ngài đừng ép buộc tôi. Tôi sẽ không vì ngài làm hoàng đế mà thay đổi quyết định của mình. Nhưng ta sẽ không buông tay nàng, trừ khi nàng đồng ý trở về hoàng cung làm hoàng hậu của ta. Kiệt, Kaguya. Xin thứ lỗi cho tôi. Nàng không phải là một người bình thường, nhưng nàng đẹp quá. Thôi được, ta sẽ chờ cho đến khi nàng đổi ý. Con gái à, có điều gì khiến con buồn lòng mà khóc lóc như vậy?
cha mẹ có giúp được gì cho con chăng? Thưa cha mẹ, thực ra con là tiên nữ đến từ cung trăng, do mắc lỗi mà bị đầy xuống trần. Gần đây đêm nào con cũng mơ thấy một người trên cung trăng thông báo với con vào ngày 15 tháng này là lúc con phải trở về. Hả? Trời ơi, con về mặt trăng và bỏ chúng ta lại ư? Vâng, họ sẽ đến mang con đi. Con không muốn rời xa cha mẹ, không muốn rời xa nơi này. Con đã xin ở lại nhưng mà họ không đồng ý. Con đừng sợ, bằng mọi cách cha mẹ sẽ giữ con ở lại đây. Ngay ngày hôm sau, lo lắng vì con gái sẽ bị bắt đi, ông lão liền gửi thư đến hoàng đế để xin trợ giúp. Nhận được thư của ông lão, hoàng đế lập tức cho quân lính hoàng gia đến bảo vệ bên ngoài căn nhà của Kaguya. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trói mắt quá, tôi không nhìn thấy gì cả. Kìa, Kaguya, đừng đi. Khoan đã, mẹ ơi, cha ơi, cảm ơn công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con trong thời gian qua. Đến lúc con phải rời đi rồi, cha mẹ ở lại thì bảo trọng để con được yên lòng. Đi thôi, nhanh nào, thời khắc đã điểm rồi. Kaguya, con đừng Kaguya. Và thế là nàng Kaguya đã trở về cung trăng. Vợ chồng ông bà lão buồn bã vô cùng, nhưng cũng đành chấp nhận như chấp nhận những lẽ thường ở đời. Hoa nở rồi, hoa lại tàn, đời người đến và rồi cũng đi. Họ trở về ngôi nhà lá năm xưa, sống mãi quãng đời còn lại trong bình yên. Và cứ mỗi dịp mặt trăng trở lại với ánh sáng tròn đầy, đôi vợ chồng già lại nắm tay nhau cùng ngắm trăng cho thỏa nỗi nhớ người con gái thân thương của mình, nàng Kaguya xinh đẹp. Chiếc bình tông cũ. Bạn tôi là một doanh nhân thành đạt. Có một buổi tối đến nhà anh chơi và thấy trong phòng khách của anh có một chiếc bình tông cũ kỹ giữa hàng trăm thứ đồ quý giá khác. Điều lạ là anh lấy nó rót nước mời tôi và rót cho chính anh bằng chiếc bình tông ấy. Thấy tôi lấy làm lạ, anh cười và bảo: "Lạ lắm sao? Cậu có biết không, trong chiến tranh, chiếc bình tông này là lẽ sống của đời tôi đấy. Nhờ có nó, đồng đội tôi đã từng suốt đêm hứng từng giọt nước ở dãy cây rừng, cứu mạng sống của tôi. Cũng nhờ có nó, tôi đã bao đêm đi lấy nước cứu đồng đội nằm kề cận bên cái chết. Những năm ở chiến trường, chiếc bình đã ở bên tôi như một người bạn tri kỷ." Trong những lúc ra chiến trường, chiếc bình hữu ích này giúp chúng tôi, những người đồng đội, chia sẻ tình cảm. Những khi hành quân dài không nghỉ, nó đã tiếp sức cho chúng tôi đi tiếp những đoạn đường, và chính nó đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày gian khổ. Chiến tranh đi qua, nhiều người chóng quên qua. Riêng tôi không thể quên nó để tự nhủ chính mình. Bây giờ, mỗi lần mơ đến những món ăn cao lương mỹ vị, mỗi khi ước được trầm mình trong một khung cảnh tràn ngập tiện nghi, hoặc những lúc khoảnh khắc được đóng vai một nhân vật tối quan trọng, tôi liền đem cái bình cũ đó ra, đặt nó dưới vòi nước. Và từng hớp một, tôi uống một cách chậm rãi. Bỗng chốc các mộng ước viễn vông biến mất, tôi liền trở về với thực tại. Câu chuyện của anh ta làm tôi nhớ mãi. Hạnh.
Còn tôi thì... Từ hôm ấy, vợ tôi tươi tỉnh hẳn ra. Còn tôi cũng vui vẻ nô đùa quanh bố mẹ. Và vợ tôi vẫn vui vẻ dành hết công việc nhà về mình. Lúc đó tôi hiểu gia đình tôi thật hạnh phúc. Hạnh phúc là phải biết sẻ chia. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.